xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của cơ sở Ốc Bu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em quay trở lại với cái vườn xoài của bên khách hàng bên em. Mục đích em quay lại hôm nay là để hợp tác thu mua con giống của chủ vườn. Thì theo như chia sẻ của bên chủ vườn thì ốc đã đẻ rất là nhiều. Thì một ngày đẻ tầm từ nửa ký đến một ký trứng. Như thế thì cái sản lượng con giống ốc ra nó khá nhiều, nên mình sẽ tiến hành thu mua lại và cung cấp cho bà con. Thì đây là trứng của con ốc đây, thì nó cũng không được lớn cho mấy, nó ốc nó mới đẻ lứa đầu tiên cũng không lớn. Thì ốc ở chỗ cơ sở em thì nó nằm đi lên trứng khá là lớn. Đây là bèo vẫn còn thôi, vào đó kính bèo luôn. Bèo đây rất là đẹp đấy, khá là nhiều bèo. Thì đây là cái hai cái bèo ươm ốc con. Đây là ốc mới nở nha bà con. Ốc này mới nở hồi sáng. Thì ông anh mới đem ra đây, mới một ngày tuổi thôi. Còn khá là nhỏ. Ốc trứng nó nhỏ thì nó nở cái con rất là nhỏ. Thì chúng ta dưỡng mà để xích được con giống á, cũng xích này cũng khá là lâu, phải trên 5 tuần. 5 tuần mới xích được con giống. Trong cái dèo này rất là nhiều con ốc nhỏ, nhưng mà nhỏ quá thì quay nó cũng không thấy được. Đây con đế mít đây nè. Ốc nhỏ thì sau khi nở khoảng 3 ngày thì nó mới bắt đầu tìm thức ăn. Thì trong đây thì chúng ta để bèo thôi. Cái dèo này cũng không có sâu, nhưng là nó đây là không có gạch đáy luôn, thì nó tầm 1 gang 2 gang nước à. Ở trên này chúng ta có chè bạc nên cũng không sợ nước nóng, mùa này thì nước cũng không nóng mà. Ở đây này cũng trời trưa thì cũng không có nóng cho mấy. Còn bên đây là ốc được một tuần cho tới 10 ngày tuổi nha bà con, rất là nhiều. Nó ở đây ông anh cho ăn thêm xoài với bèo để qua dâu. Điều này có nhiều người bèo qua dâu. Bèo này thấy mềm, nó mềm hơn cái bèo tự tượng bự hơn. Bèo mềm thì nó sẽ ăn nhiều hơn, mà chủ yếu là chúng ta sẽ cho nó ăn bèo cám thôi. Bèo cám này nó ăn sẽ nhanh lớn nhất, chúng ta cứ thúc bèo cám nữa. Đây nó đu vô khá là nhiều đen thế này. Đây, cỡ này là kích thước này là đậu xanh, hạt đậu xanh nha bà con. Này là bên em không xức, phải to hơn, phải từ thằng bắp với đầu đũa bên em mới xức được. Thì nó vô đó tầm 4.000 với 4.000 con một ký, với khoảng 3.000-3.500 con một ký. Thì bên em bắt đầu xức. Đấy, quá rồi, lù đen hết. Trong đây ốc khá là nhiều đấy, quay cũng rất là khó thấy, thì hơi nhỏ. Thì ở bên cái cơ sở bên em á, thì có hiện tại là xích 3 mẫu. Thì mẫu 2.000-2.500 con một ký, mẫu 3.000-3.500 con một ký, và mẫu 4.000-4.500 con một ký. Thì giá cả như thế nào thì bà con cứ liên hệ bên em, bên em sẽ tư vấn. Thì
con ốc của anh em thì xích thì nó bên em sẽ lấy mẫu hết, lấy mẫu căng ký rồi căng lên thôi. Cái này thì còn rất là nhỏ, cái này ốc ốc nhỏ thì chúng ta sẽ con ốc nó đẻ trứng nhỏ thì mình phải dưỡng phải chắc ở trên 5 tuần, trên 5 tuần mới xuất được chứ khá là nhỏ. Nhưng mà cũng như thế này là thành công rồi. Thì hôm nay em tới đây mục đích làm hợp đồng để thu mua con giống cho ông anh để cung cấp ra thị trường luôn. Thì cứ làm theo cái hướng dẫn của em thôi, làm theo hướng dẫn và kỹ thuật của em thì em tới kiểm tra con giống mà đạt chất lượng thì bên em thu mua. Thì cái này ông anh sẽ chỉ bán phần nửa thôi, nhưng còn phần nửa thì sẽ thả lại cái ao, thì sẽ bán từ từ để lấy lại vốn cũng như có thêm thu nhập. Bèo đây rất là nhiều, nói chung là cái vườn này mà nuôi ốc thì quá là lý tưởng, rất là lý tưởng. Nhưng mà một cái nhược điểm của cái vườn này là khi chúng ta thu trứng là rất là cực, khá là cực, tại vì cái ao thì nó bề ngang nó hẹp mà chiều dài nó khá dài, và khi con ốc nó đẻ thì nó sẽ leo lên bờ đẻ, nhưng mà chúng ta tìm trứng thì cực lắm. Đấy, mà con thấy bèo kín hết thì con ốc nó sẽ tìm ở các cái bụi rậm cũng như các cái bờ mà bờ nó có đất nó lài thì nó leo lên nó đẻ. Thì với cái dèo, hai cái dèo này á, thì nếu mà đưa ốc ra thì nó sau này lựa rất là khó khăn. Bởi vì bữa nay ông anh đưa ra, gọi là đưa liên tục ra, nó cứ nở thì cứ đem ra đưa để vô để xuống thì nó lẫn lộn các cái kích thước với nhau, lựa rất là khó. Thì em đang tư vấn là sẽ mai thêm mùng, chỉ cần nhỏ thôi, 1m, 2m thì cứ tầm khoảng 3 ngày chúng ta sẽ đưa vào một con giống vào cái mùng như thế, 3 ngày một mùng, hai một tuần hai mùng thì chúng ta cứ xây dòng như thế thì nó sẽ kích thước nó sẽ đồng đều hơn để bán thì nó chúng ta lựa nó sẽ nhanh, rất là nhanh hơn. Còn mà cứ bao nhiêu mà cứ dồn như đây thì nó rất là khó lựa. Thì nó lẫn lộn nhau, con ốc thì chúng ta lựa nó phải nhẹ tay, nếu mà con ốc nhỏ thì cái vỏ nó là mỏng, chúng ta mà lựa mạnh quá thì nó sẽ làm bể cái vỏ của con ốc. Đấy, bà con thấy không, đù khá là nhiều. Thì với kích thước này thì tầm khoảng 2 tuần nữa thì nó sẽ mới đạt được cái vô cái mẫu là 3.000 cho mẫu 4.000. Có thể là khoảng hơn một tuần nữa sẽ lên được mẫu 4.000. Thì đối với cái mẫu á, thì mỗi một tuần nếu mà ốc bình ốc lớn mà em lớn quá thì em sẽ lên được mẫu 2.500. Còn bình quân là em bán nhiều ở cái mẫu 3.500 với mẫu 4.500. Thì cái giá nó cũng không có chênh lệch nhiều, cũng tầm nằm ở từ 400 đồng đến 600 đồng thôi, 600 đồng đổ lại chứ em không có cao hơn nữa. Thì 400 đồng đến 600 đồng. Thì cái kích thước càng lớn thì cái đầu con càng ít. Đấy. Thì như thì em phân mẫu đó, kích thước là lớn thì đầu con ít thôi. Còn đây là trứng nha bà con. Thì em mới lượm có một đường nè. Thì đây là khoảng có tới 5 cái ao, 5 cái ao thì tới 10 đường mỗi bên. Chung là đi một đường là quá mệt rồi. Tại vì nó gần 200m mà lượm nó có cái bờ cỏ, chúng ta lượm chúng ta phải bư lên vì chắc là mỏi lưng. Quá mệt. Bởi vì cái nhược điểm mà chúng ta sau này mà bà con nuôi bố mẹ thì nên hạn chế cái khu vực cho nó đẻ, có thể để trong mùng nó đẻ luôn cũng được. Đây bên kia đang tìm trứng kìa, em tìm được đường mệt quá. Cái
ao này quá quá dài rồi. Nhưng mà con thấy không? Nó cứ leo được bờ cỏ đẻ mà, nhưng mà chúng ta đi mà chúng ta không giật ra là không thấy được nó đâu. Ở tìm trứng mà cứ đi mà cầm cái xô này mà đi vòng không thấy được trứng nào. Nó phải giật ra. Tại vì ngốc nó đặc tính của nó là đẻ là sẽ tìm những cái vị trí không có nắng, bụi rậm mới đẻ lên. Đây. Thì đây trứng này nó ông anh này coi như tìm không hết á. Thì có một số bị thối rồi. Một số thì bị các cái con thịt đực nó ăn phải. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì nếu bà con nào mà có nhu cầu muốn nuôi ốc và cần con giống thì hãy liên hệ bên em. Bên em sẽ tư vấn đầy đủ các cái kỹ thuật cũng như hỗ trợ sản phẩm đầu gà. Thì em cũng xin chào bà con. Hẹn bà con ở các cái video sau. Thì nếu bà con nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để hãy cập nhật được các video sớm nhất của em gửi đến bà con. Xin chào bà con. Hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.